Dạ chay. Sao hổn với mẹ? Tại sao hổn với mẹ? Con nói sao? Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ sao? Khoanh tay lại. Xin lỗi mà sao không khoanh tay? Làm con làm cái chuyện gì vậy hả? Mà không được con cái con giục đồ vậy hả? Từ giờ về sau là sao? Sao? Hả? Tại sao con không? Chay, con có đang tập trung vô mẹ không chay? Con biết con mới vừa làm gì sai, con nói cho mẹ nghe coi con làm gì sai. Con làm gì sai? Con mới vừa làm gì sai? Hả? Con mới vừa làm gì sai? Cho nội xin đi, ngoại xin đi. Con xin lỗi mẹ chưa? Xin lỗi lại coi. Đứng lên khoanh tay lại đàng hoàng. Đó. Con xin lỗi mẹ sao? Mốt sao? Nhớ không? Không được hổn với mẹ nghe chưa? Hổn, hổn là bị gì? Hổn là mẹ đánh phải không? Không được nghe chưa? Dạ mẹ đàng hoàng. Mẹ hung mẹ cái. Rồi, cảm ơn nha. Thế như diễn viên quần chúng. Rồi bây giờ con muốn gì? Nói mẹ nghe coi, muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì mà cứ trầy trầy cái mỏ ra bách bốt ra vậy? Hả? Muốn gì mà sao cứ đưa cái mỏ bách bốt vậy? Muốn gì? Giờ con muốn gì? Hả? Muốn gì? Ủa làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Thay chi từ từ rồi mặc cái bộ đồ khác. Đồ thay cái áo có. Giờ con muốn cái gì nói cho mẹ nghe, bây giờ muốn cái gì? Muốn thay đồ phải không? Phải không? Nó mà. Hello chay. Ok, hát cái bài gì nè, cái bài mà Something Never Change. Hát đi. Hát đi. Nói cho cô chú nghe bây giờ chay đi đâu. Đi tắm. Đi tắm hả? Con nói không phải, chay đi bơi. Cái tắm với cái bơi nó khác nhau nha con. Tắm á là mình đi vô trong, mình tắm ở nhà. Mình đi vô trong cái nhà tắm, mình tắm ở trong đó xong rồi mình xài xà bông rồi mình gội đầu rồi mình rửa người rửa đồ, cái đó nó gọi là tắm. Mà cái còn mà mình ra mẹ đang chở con đi gọi là đi bơi. Đi bơi là sao? Đi bơi là vô trong đó mình vô một cái hồ,
mình tới được một cái nơi nào đó, mình đi tới bơi. Mình tới một cái sông đi bơi. Nghe, em lặng nghe mẹ giải thích. Đi bơi. Mình tới một cái sông, cái hồ nào đó, mình bơi vậy nè. Đi bơi. Gọi là đi bơi, còn đi tắm á là mình tắm ở nhà. Mẹ ơi á. Hả? Cái đó là cái trường học người ta đang sửa lại cái parking lot, là cái bãi đậu xe của, giống như là cái bãi đậu xe của người ta bị hư rồi đó. Nên bây giờ người ta muốn bới đất lên, đào bới đất lên để người ta làm lại một cái parking lot hả? Sạch sẽ, đã không có bị hư nữa, làm lại một cái đường mới để cho xe chạy hoặc là xe đậu nó được hả? Bom 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 bom. In 1 mile, turn left onto Northwestern Highway. Use the left 3 lanes to turn onto Northwestern Highway. Turn left. Vậy chứ ai hát? Chơi hát. Ờ, chơi hát hả? Rồi, chơi hát cho mẹ nghe đi. Tuổi đời trên đơn côi, gót mòn đại lộ buồn. Để em bóng mở bạn nhòa. Dạ. Thường lắm tầm hổn. Ủa, mẹ hát là mẹ đâu có hổn đâu. Chừng nào mà cái đứa nào mà la mẹ như vậy là hổn. Con cái mà la mẹ như vậy mới là hổn đó, chứ con người ta đang ngồi người ta hát, người ta đâu có hổn. Không biết sự. In 2.8 miles, the destination is on your right. 29681 Northwestern Highway. Con người mà không biết sử dụng từ ngữ, đừng sử dụng người ta cười chết. Hiểu không? Tiếng Việt Nam không rành mà mày đặt sử dụng từ hổn. Mắc cười quá. Mẹ chú chứ vậy à? Mẹ ơi đừng làm như vậy. Stay in the left 2 lanes. Phải bài đó không? Mày đâu có thuộc đâu. Da 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 da
gì đó. Stay in the left two lanes. In 1 mile, the destination is on your right. 29681 Northwestern Highway. Destination is on your right. 29681 Northwestern Highway. Arrived. Bơi nè cô chú ơi. Cái bả đi chinh quá kìa. Cái bả kìa. Hello chai. Hello chay. Kêu Bình nó kêu đứng lên nhảy xuống đó. Chú coi chay chèo thuyền nè cô chú nè. À, ở nhà chèo chưa đã, giờ đâu vô đây chèo không? Rồi đã chèo xong rồi đó hả? À, học chèo thuyền à, ba đứa chay ngồi giữa có được không?